的去向，碰到太多阻障，每日每夜祈求剩余能落下，誓意结识我俩，偶尔碰错方向，世事有无穷变化，会令你流离变差。忘了吧，忘记生命受创伤，赶我向下沉，人离别了谁，心也未停留，仍怀着希望奔走。赢了吧，赢得生命盛放于璀璨岁月里，有谁在伴我继续去，共我面对乐意安居，快乐笑声占据。Rồi hả? Phải, tôi đã hẹn với bạn học đi uống rượu rồi. Ê, hôm nay vui như vậy, gà xong nha. Phải đấy Mỹ Kim, hôm nay chị sinh nhật mà nhất định được ăn tiền. Ờ, hai cô này nha, nghe nói có người rửa chén thì cô không cần tắm rửa, cô không cần điện thoại hả? Có chịu đánh bại hay không? Ờ, thì phải đủ tay mới đánh được chứ, còn Mỹ Kim? Tôi không có rành lắm. Ê, đánh bại không cần biết đâu, chỉ cần hên thôi. Phải đó, đánh đi. Cùng lắm là vậy, thua bao nhiêu tôi bao. À, có một kim bài miễn tử ở đây, Mỹ Kim à, giúp đỡ giùm nha. Giúp đỡ giùm. Vậy tôi đưa anh xuống dưới đón xe đã, ừ, rồi tôi mua trà lên nha. À, hay quá. Rửa chén xong thì dọn bà. Rửa chén đi. À, thường ngày chỗ này nhiều taxi lắm mà, sao hôm nay không có chiếc xe nào hết vậy? Tôi tự đón xe được rồi, cô lên nhà đi, con phố vắng vẻ như vậy nguy hiểm lắm đó. Yên tâm đi, khu này thì ăn được khá lắm. Dù sao anh cũng là khách mà, tôi phải chăm sóc cho chú đáo một chút chứ. Con người cô thì có nhiều ưu điểm, nhưng mà chỉ có một khuyết điểm này, là nghĩ cho người ta mà không bao giờ nghĩ tới mình. Như là tối nay vừa ra tiền ra sức, Thái Hồng rõ ràng ăn hiếp cô mà. Chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, cô nói đúng, đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà nếu cứ như vậy hoài, cô sẽ bị thiệt thòi lắm đó, có biết không? Má thường hay dạy tôi, làm người đừng bao giờ sợ bị thiệt thòi. Sắp bị tuyệt giống rồi. Vậy nghĩa là sao? Phải được bảo vệ. Sao không có nói gì đi? Ây da. Cẩn thận. Không có gì chứ? Không sao. Hải Sang đã bỏ anh thì là mất mát của cổ. Cái gì? Tôi thấy anh đã vui vẻ hơn trước nhiều. Dĩ nhiên là được vui rồi, cặp mắt được nhìn thấy lại. So với cặp mắt thì chuyện chia tay với Hải Sang không có đáng gì. Vậy thật ra sao hôm xưa anh lại chọn chị Sang vậy? Đàn ông ai mà không thích gái đẹp. Hải Sang đẹp gái là chuyện trời, cổ rất là quyến rũ đó. Nghe ra điều kiện thì là khá lắm. Tốt lại có ích gì. Nói đi là đi, đổi thay chấp nhoáng. Trải qua bao nhiêu việc, bây giờ tôi đã biết tùy duyên. Làm sao tùy duyên? Đó là với cảm giác. Cảm giác của con người mới là chân thật nhất. Những điều kiện khác như là dung mạo, cá tính đều không phải là quan trọng nhất đâu. Cảm giác. Có taxi, tôi đi trước nha, cô chơi vui vẻ. Taxi. Nhớ đừng có rửa chén nha. Chị Bình. Mỹ Kim. Không ngờ không gặp em 2 tháng thôi, em lại thay đổi nhiều như vậy. Sự an bài của thiên phụ thiệt là kỳ diệu. Em cũng không ngờ đó. Rốt cuộc em được tội nguyện được ở lại Hồng Kông rồi.
Cảm giác thế nào, có vui không? Dĩ nhiên là được vui. Nhưng mà chồng của em có chuyện hả? Không phải là anh có chuyện, mà là em đó. Em nghĩ em thì đã yêu thích ảnh rồi. Cũng là chuyện thường thôi. Em đã cùng với ảnh trải qua bao nhiêu chuyện, và trong lúc em gặp khó khăn nhất, ảnh lại giúp em. Em đã yêu thích ảnh cũng là lẽ thường tình. Rồi anh xử sao với em? Thì là bạn bè. Anh vốn không biết em có cảm giác với ảnh. Nhiều khi em nghĩ là có phải mình quá tham lam hay không? Được một rồi muốn hai. Thiệt khờ quá. Cái việc cảm giác khó khống chế lắm. Hơn nữa duyên là ý trời, phận thì do người. Thiên phụ đã an bài cho hai người quen biết, có lẽ là muốn làm mai mối cho hai em đó. Em đừng có bỏ lỡ nha. Nhưng mà thân phận của chúng tôi khác xa như vậy, có thể nào hay sao? Dùng lòng thành đi đối xử với người bên cạnh của mình, thiên phụ nhất định sẽ thương mình. Hôm nay tôi gọi các vị về là có hai chuyện phải tuyên bố. Thứ nhất, viện Mỹ Dung đã sang sửa lại rồi, chiều hôm nay bắt đầu làm việc. Thứ hai, viện Mỹ Dung kể từ hôm nay do tôi quản lý. Giám đốc của trung tâm vẫn là cổ, nhưng từ nay chuyện gì cũng phải báo cáo với tôi. Về chuyện lần trước, tôi quyết định thay đổi phương châm kinh doanh. Kế hoạch làm mặt vô số lần sẽ tạm ngừng, khôi phục lại chế độ bao tháng. Nhưng mà nguyên tắc lớn của công ty vẫn không thay đổi, đó là lấy khách làm bạn, làm ăn thiệt thà. Mong là từ nay các vị duy trì tinh thần này làm việc. Còn về giữa công ty và nhân viên, vẫn thực hiện chế độ làm nhiều được nhiều, đó là ngoài lương căn bản. Các vị nếu làm thêm một khách sẽ có thêm tiền quê hồng. Còn về số doanh nghiệp tới một mức độ nào, cuối năm sẽ tùy tình hình mà chia quê hồng cho các vị. Nếu chỉ bao nhiêu, sau khi họp xong thì sẽ có quyết định. Các chị có vấn đề gì không? Không có. Vậy thì tốt. Mong là các chị cố gắng làm việc. Công ty tốt thì các chị cũng tốt. Chị Nho, vô đây với tôi. Tại sao chị ở đây? Tâm Nghi, còn mướn người không có điều tra rõ ràng sao? Chỉ là lao công phi pháp mà. Tôi không phải là lao công phi pháp. Tôi là dân Hồng Kông có cư trú đàng hoàng. Chính phủ đặc khu cho quyền tôi làm việc ở đây mà. Dạ phải đó má. Hờ, cư sĩ phong dân vừa qua đời, chị đã có cách kiếm được mối để ở lại. Đàn bà quá thiệt là có cách mà. Bà Bao, bà nói chuyện có biết tôn trọng người ta hay không hả? Tôn trọng? Chị phải biết tự tôn trọng lấy mình mới được. Lằng nhằng dây dưa mất nà mất nếp. Chỉ là mắt của tôi thấy chị móc đối với nhiều đàn ông lắm rồi. Tâm Nghi, Bù Tiền khai trừ nó ngay. Ở đây không thích mướn những kẻ làm việc tầm bậy tầm bạ. Bù Tiền, chúng ta bù một cái là tới 3 năm lận đó má. Hả? Mình đã ký hợp đồng với cổ tới 3 năm. Còn làm gì đây? Lâu nay chúng ta mướn nhận công không có ký hợp đồng dài hạn như vậy. Má, tình hình này thì khác. Chỉ xin vô đây để làm người tạp dịch, yêu cầu tiền lương như là một con sen thôi. Mà Bao làm hết mọi việc của bà Sẩm, còn thấy chỉ làm việc đàng hoàng cho nên mới cho ở lại thôi. Ai ngờ chỉ xin ký hợp đồng dài hạn, đương nhiên là phải hứa chứ. Chứ thì chịu khổ chịu cực lắm. Nếu má không thích nó thì giữ nó lại bên cạnh để rầy la nó, sỉ giả nó. 3 ngàn mấy bạc đã có một người cho má hả giận rồi, có phải đáng giá không? Thiệt là điên, mướn người ta dậy làm việc chứ không phải để chịu chửi. Nè, chị hãy nghe cho rõ ràng, khôn hồn trở lại làm việc đàng hoàng, nếu có chuyện gì là tôi khai trừ ngay. Bây giờ má về tiệm tương coi chừng những người này cho má. Dạ biết rồi má. Chị có thù quán sâu nặng gì với bả vậy? Sao bả ghét chị quá à? Một chút hiểu lầm thôi mà. Tánh bả là như vậy đó. Cứ để những ân oán cá nhân dính vào chuyện công. Nếu không thì công ty đâu có nhiều người không thích bả chứ. Nhưng mà chị yên tâm đi, chỉ cần chị làm tròn bổn phận thì bả không có làm gì được chị đâu. Chị đừng có lo, tôi sẽ giúp chị mà. Cảm ơn bà nha bà chủ. Nè, chuyện hợp đồng 3 năm tôi gạt bả thôi, vốn không có chuyện này. Chị hiểu rồi chứ? Dạ tôi hiểu. Có hợp đồng hay không tôi cũng cố gắng làm việc mà. Xin bà chủ yên tâm. Bác Phúc, lương của các công nhân ở đây bác còn có đúng không? Dạ đúng rồi bà chủ. Làm phiền gọi thằng Trung thằng Ban vô cho tôi. Dạ được.
Cậu hai phát lương đó. Dạ, cảm ơn. Nè, đây là lần đầu tiên hai con lãnh lương. Má muốn chính tay trao cho hai con. Nhận đi. Cảm ơn má. Tại sao chỉ có 5.000 vậy? Đúng rồi, đâu có sai. Con ngày nào cũng đi làm đúng giờ, không đi trễ, không về sớm. Sao thiếu đi 300 vậy? 300 bạc đó bên má. Bởi vì bây giờ chính phủ quy định là người chủ phải tham gia kế hoạch tiền cưỡng tích cho công nhân, cho nên má đã trừ đi 5% này. Bà làm gì đây chứ? Giật tiền trong gáo của ăn xin hả? Con yên chí đi, mai mốt đợi con hồi hưu rồi má trả vốn lẫn lời, thêm 5% của công ty, đưa hết một lượt cho con. Chờ tới 60 tuổi mới lấy lại được tiền, đâu có biết sống lâu được vậy không? Em Út, nói chuyện đi chứ. Má nhỏ làm như vậy cũng là theo quy củ thôi. Mày thiệt đúng là vô dụng. Rồi bây giờ con có ký hay không? Alo. Alo, Trinh Trinh hả? Đang làm gì đó? Vừa làm mặt xong cho một người khách, vừa được rảnh chút. Anh tao sở rồi à? Anh vừa được ra lương thôi. Lần trước em nói thích ăn cái món cơm phần tâm hùm đó mà. Để em đi đặt chỗ nha. Thôi đừng nha, mắc tiền lắm. Mình coi ăn cái gì thanh đạm hơn thì càng hay. Thôi đừng có nói nữa, tốn tiền điện thoại. Chừng gặp mặt rồi nói. Mấy giờ em nghỉ việc đi? Anh hẹn gặp em ở chỗ cũ có được không hả? Được, chút nữa gặp. Bye bye. Anh thiệt nhớ tới em quá. Em cũng vậy mà. Người khách hỏi em tại sao vừa xăm chân mày xong lại hỏi là có xăm hay không. Em thì không biết làm sao trả lời. Thiệt là khờ quá đi. Nè, mua một chiếc tặng cho em nha. Thôi đừng nha, mắc tiền lắm. Đâu có mắc chứ. Nè, cái chiếc đó nha. Tài của em nhỏ như vậy, đeo chiếc này vô đẹp đó. Wow, tới 3.000+ bạc đó. Nếu nhìn tặng cho em tháng này, anh chỉ còn 2.000+ bạc xài thôi. Đâu có được chứ. Chỉ cần là mua cho em á thì đâu có xào chứ. Bây giờ anh nghèo, chỉ có thể mua chiếc 3.000+ cho em thôi. Mai mốt mua một chiếc còn đẹp hơn nữa. Không cần đâu. Thật ra chiếc nhẫn 3.000+ bạc với chiếc nhẫn giả 100+ bạc đều cũng vậy thôi. Chỉ cần có anh tặng cho em, cho dù là một cọng dây bạc, em cũng thấy vui đó mà. Trinh Trinh. Nè, miễn lại hứa với anh, mai nành kiếm tiền, dù tặng em 300.000 hay là 3.000.000 bạc, em cũng không có cản anh mua đâu. Em thì tốt với anh quá. Đi. Em thì tốt với anh quá. Đi đi. Nè, cá mực mà anh thích ăn nhất đó. Sao em biết vậy? Lần trước em thấy anh ăn cá mực ở ngoài phố nên em mới biết thôi. Em biết không đi? Anh đáng lẽ thì hối hận đưa vốn cho con mụ đó mở tiệm mỹ dung, nhưng bây giờ lại cảm thấy thiệt là may mắn. Nếu không đâu có quen biết được em chứ. Vậy sao? Khờ quá. Vậy tối nay muốn dẫn thằng khờ này đi đâu hả? Anh nói đi, đi đâu thì đi. Hay là tụi mình đi kiếm phòng ngủ? Sao đây? Ê, đừng có làm khuya quá. Ngày mai em còn phải đi làm. Khuya rồi cùng lắm là ngủ thêm một đêm thôi. Sẵn đã ra lương nữa mà. Khờ quá, 11 giờ rưỡi mà không có về nhà. Không những bị má dậy, giờ anh cũng nghi ngờ đó. Thầy kệ cái bà đó đi. Anh chỉ muốn được ở với em lâu thêm chút thôi. Cô Trần à, mời tôi qua đây. Không biết là mặt có bị phản ứng hay không ha. Các chị cứ yên tâm, cái khóa giảm cân làm đẹp của trung tâm chúng tôi nổi tiếng là an toàn và nhanh chóng. Ê, bà chủ. Kêu bà bao được rồi, tiếp tục làm việc đi. Nếu thích thì mở một khóa nha. Xin lỗi, chúng tôi về suy nghĩ đã. Ê, sẽ hơn 300 lần đó. Ê, các chị suy nghĩ chút đi. Quay, rõ ràng họ muốn theo học mà, sao lại bỏ đi như vậy? Phải, đáng lẽ là gì? Nhưng nhìn thấy người nắm quyền ở chỗ này lớn con quá, còn không bỏ chạy ngay sao? Má vô đầu chân thiệt. Anita, khách của tôi làm xong rồi, còn có ai hẹn nữa không? Chị hả? Ê, nửa tiếng sau mới có đó, chị nghỉ chút đi. Được. Anh em ấy Kim, máy lạnh dạo này ồn quá đi, với lại bị nhiễu nước. Chị đi coi lại giùm tôi nha. Dạ được.
Trinh Trinh, chuyện gì? Nè, chị coi nè, mở mặt đi, lau xong rồi ra mau, đi đi. Có chuyện gì mà chị ở đây vậy? Bà chủ, bà chủ, bà ba bị ngất xỉu rồi, bà ba bị ngất xỉu rồi. Chuyện gì vậy hả? Bà chủ bị sao? Bà ba bị chuyện gì vậy? Sao vậy? Làm tôi tỉnh ly á. Bà lên. Nè nè, cẩn thận nha, qua đi ngồi đi. Nè, bên này, tôi thở có sao hay không? Nè, bà chủ, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Chết rồi, sao bà ba vẫn chưa tỉnh lại vậy? Bà chủ à, có phải trở bệnh thêm hay không? Có cần kêu xe cứu thương hay không? Các chị cứ như vậy bà làm sao tỉnh được? Để tôi. Ôi giời, sao mạnh tay vậy? Tỉnh rồi. Hả? Má à, má có sao không vậy? Hả? Vừa rồi sợ quá. Vừa rồi mới bị ngất xỉu, chúng tôi đã cứu lại má đó. Xin lỗi nha bà Bao, tôi không phải cố lòng đâu. Cái con chuột chết vừa rồi, không phải tôi cố tình liền và bà đâu. Tôi đã nhớ ra, chính là chị lấy con chuột chết nó hù tôi. Chị muốn giết tôi mà. Không phải, tôi thấy cái miệng máy lạnh ở trong phòng của bà nhiễu nước, tôi lo là nước dơ nhiễu lên mình của bà. Chị có tốt bụng vậy không? Muốn lấy con chuột chết nhét vô miệng của tôi, nhét không vô, lấy nó chọi lên ngực của tôi. Tôi không có. Tôi ở trên miệng máy lạnh thấy một con chuột chết, tôi sợ quá, đi giục ngay đi. Ai dè, tôi đi giục trúng bà. Chị không có cần cãi lại. Trước đó tôi muốn khai trừ chị, chị đã ôm hận ở trong lòng, bà vẫn trả thù thôi. Má à, cái máy lạnh đó chỉ là con kêu chị đi làm, con có thể làm chứng. Dạ phải, trước đó tôi đi ngang văn phòng, cũng thấy Mỹ Kim đang làm những văn kiện mà bị nước làm ướt. Chị thiệt muốn giúp bà thôi. Có thiệt hay không thì chị hiểu rành hơn ai. Tôi hỏi chị, sao khi không công ty lại có con chuột chết? Bà tin cũng được, không tin cũng mặc. Đừng có gán tội cho tôi. Nếu bà bất mãn tôi thì khai trừ tôi đi. Khai trừ thì sao? Má, không có chứng cứ thì khó chứng minh là cổ cố tình hay vô ý. Nếu mà khai trừ cổ, nếu mấy viên chức khám nhìn thấy, không biết họ sẽ nghĩ sao. Lần này tôi bỏ qua, lần sau để tôi phát hiện chị có lòng phá đám, tôi sẽ khai trừ. Tôi hết chuyện rồi, chị em cứ làm việc đi ha. Má, có cần đi bác sĩ không? Không cần. Chuyện gì đây? Nè, lúc mà chị khiêng má ra, dùng sức quá bị trẹo xương sống lưng. Vậy thì đi bác sĩ đi. Nè, hôm nay công ty trả tiền. Chị vì công ty đã bị thương, chiều nay khỏi đi làm. Bà chủ à, không cần nói thêm, tôi ủng hộ chị. Thật ra, chị làm được khá lắm. Ha, chiều nay đưa Trinh Trinh đi bác sĩ đi, chị không cần phải làm, tôi cho phép. Tát đến nỗi đau cả bàn tay, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy vui lắm. Bị trật xương, tại sao lại như vậy? Cái bà mập đó thiệt tình, anh lập tức tới ngay, em đừng có đi đâu nha. Không cần đâu, Mỹ Kim bây giờ đã đưa em đi bác sĩ. Ây giờ, cái việc trật xương sống không phải giỡn chơi đâu à. Em đi kiếm bác sĩ của anh giới thiệu đi. Hắn á, thì từ xương đầu tới xương cổ, từ xương cổ tới xương mông, cái gì cũng trị được hết. Chị cẩn thận nha. Wow, chỗ này hoàn cảnh như là khá lắm chứ. Chị thường tới đây coi bác sĩ hả? Không phải, chỉ là có bạn quen với bác sĩ chỗ này thôi. Chị sao rồi? Tôi đã không sao. Chị đi trước đi, chút nữa sẽ có bạn tới đón tôi. Bạn nào vậy? Tôi có quen hay không? Thì là khách quen hồi làm gái bán bia đó mà. Chị đi đi, tuy chị được phép nghỉ bằng chiều, nhưng mà chị cũng nên về đó, đừng có để bà mập làm khó. Vậy thì phải. Vậy chị hãy tự cẩn thận nha. Hà Trinh Trinh, em sao rồi? Bác sĩ nói sao hả? Không,
Ông nói em bị nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Biểu em về nghỉ 3 ngày. 3 ngày thôi? Trình Tiểu Minh, là bị cái lưng đó, ít nhất phải nghỉ 3 tuần lễ. 3 tuần? Nè, xin lỗi nha, tôi có chuyện muốn kiếm bác sĩ. Đã nói quen biết mà, cho nghỉ thêm 3 ngày nữa. À, anh thiệt là giỏi quá. Đương nhiên, sẵn tiền của bà Mập mà, cần chi tiết kiệm cho bà. Tiếc là cái lúc bà Mập bị ngất xỉu, anh không có mặt ở đó. Nếu không đá vào cái thân mập của bà một cú, để cho bà chết ngay. Ê, lần này anh thiệt phải khen vợ của anh đó. Bà từ lúc bà Mập bị ngất xỉu đã tát bà mấy cái, tát khiến bà sưng mặt luôn. Lúc tỉnh lại không biết là chuyện gì. Sao lần này thông minh quá vậy? Thiệt ít thấy đó nhờ. Nè, thôi mình đi, mình đi. Ê, em tới rồi. Wow, leo tới 6-7 tầng lận hả? Để anh cổng em đi. Không cần, lỡ bị người ta thấy không có hay đâu. Anh thì không yên lòng mà. Đừng có nói thêm nữa. Enjoy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ông có biết không, hôm nay ở viện Mỹ Dung xem một chút tụi bị con Tôn Mỹ Kiềm làm hết hồn. Có biết nó lại hay không? Là cái con vị hôn thê của cư sĩ phòng dân đó. Tôi biết, cái người mà bà có thành kiến đó mà. Nó bậy quá mà. Thừa lúc tôi ngủ vô, nó đã lấy con chuột chết quăng lên người của tôi, làm tôi bị ngất xỉu đó. Chuyện lớn vậy hả? Khi tôi tỉnh lại, thiệt là muốn khai trừ nó, nhưng bà con tâm nghi thì lại cản đầu cản mũi. Dĩ nhiên rồi, cái đám dân ở viện Mỹ Dung đó hả, thiệt là chung một lũ đó, ai cũng đều muốn tôi chết. Đã biểu bà đừng được khổ vậy mà, bà lại không nghe. Cái con Mỹ Kim chưa chắc là cố tình đâu, bà đâu có thể quơ đuổi cả nắm chứ. Khi mà tôi tỉnh lại, thấy hai bên má nóng bỏng, còn có một dấu tay đỏ. Chắc là thừa lúc tôi ngất xỉu, họ đã hành hạ tôi. Nhưng mà tôi lại không có bằng cớ, nên không có làm gì được họ. Ờ phải nè, bà thiệt là mập ú hơn xưa đâu. Hey, bà đã biết khó khăn gì thôi, hãy bỏ đi. Cứ mặc kệ hai thằng Mỹ đó. Bây giờ tôi không mong gì, chỉ mong hai thằng con sớm ngày nên thân. Chừng đó tôi có thể giao lại tiệm tương cho tụi nó quản lý. Tôi với ông sẽ đi chơi ở châu Âu, chừng đó ông có thể ra mắt thiên hạ. Hey, đi xuống thăm Diêm Vương càng dễ hơn đó. Hey, Tiểu Ngọc à, hai thằng đó mà biết trợ tốt hả, còn khó hơn là bà ốm lại đó. Con đứng lại. Bộ ra phố cũng không cho thì sao chứ. Cái tuần này 2, 4, 6, 3:30 là con tan sở. Giải thích sau đây. Em à, em khui ra phải không đi? Cả cái tiệm nước tương nhiều như vậy, bò chỉ biết nhìn không biết nói sao? Phải. Tôi có người bạn ở nước ngoài về, hắn đã bị bệnh, không có bạn bè dưới đây hết. Tôi đi thăm bệnh cũng được chứ hả? Bạn bè? Từ đâu tới vậy? Wow, trái đất lớn như vậy bà quen biết hết hay sao? Tôi nói ra bà tin hay không tùy ý của bà, nếu không tin á, trừ lương của tôi đi. Ngoài, nếu sự thật là như vậy, con có thể nói với má. Má đâu phải không thấy bàn thảo. Với bà hả? Thì không có gì bàn thảo hết. Đóng cửa. Anh hai nói chuyện hơi cọc lóc một chút, má đừng có trách nha. Nếu nó thiệt gì bạn bè thì đúng là có tình có nghĩa, đức tánh tốt mà. Không lẽ má đi cản nó sao? Mày đi đâu? Alaska. Thiệt hả? Anh đã xin phép nghỉ sao? Ây da, tôi chết. Em phải lại lấy hộ chiếu. Em lên lấy nha. Không cần. Là Alaska đồng phương đó. Một tiếng đồng hồ là tới ngay. Đi Macau hả? Macau cũng tốt.
Em thích đó, Alaska Đông Phương mà. Hay thế sao? Bà Bao. Chào, điểm tâm đây, mua tới cho các vị. Cảm ơn. Thì thơm quá. Tâm Nghi đâu? Ở trong. Tâm Nghi. Nè, hộp này má mua cho con. Cảm ơn má. Đi kia mà, ăn chung nha. Dạ không cần, đang làm cho khách đó, để lát đi. À phải, cô chủ hỏi là cái loại kim làm mắt nhựa xương cá bao nhiêu một lần? 688. Được, cảm ơn. Qua wow, sao hôm nay nhiều khách tới chờ vậy? Dạ phải, có một người đang nghỉ phép. Còn Trinh Trinh bị trật xương sống lưng vẫn chưa lành lại. Trinh Trinh nghỉ phép, má về tới ngày hôm qua thôi. Chứ vừa mới gọi điện thoại tới, nói là phải nghỉ thêm mấy ngày. Qua wow. Gọi bà chủ vô đây. Vô đây. Chuyện gì đó má? Cái con Trinh Trinh đó đã xin phép nghỉ suốt 2 tháng rồi. Dạ phải, nhưng nghe nói cổ bị trật khớp xương nó nặng lắm, cần phải ở nhà đi nghỉ ngơi. Con không thấy có gì không ổn sao? Cái ngày mà cổ bị thiên hạ đều thấy mà. Kè cái nó được lành lại, chỉ có mình nó mới biết thôi. Chúng ta cũng làm theo luật lao động mà thôi. Cô nói trưa một chút sẽ về đây đưa giấy bác sĩ, chừng đó má tự hỏi là sẽ biết. Vô đi. Chào bà chủ. Bà Bao, đây là bác sĩ mới của tôi. Lại 2 tuần lễ hả? Dạ phải, tôi cũng nói bác sĩ là đừng có cho tôi nghỉ lâu quá. Nhưng mà ông nói là tôi bị trật xương sống lưng. Nếu lỡ như bị cái gì thì sẽ bị tàn tật đó. Tôi không có dám liều mạng đâu bà Bao. Vậy hả? Bị trật xương sống lưng sao còn mang giày cao gót? Nhầm lúc, mấy đôi giày trong nhà đã bị hư hết rồi. Tôi bị trật xương sống lưng, không có tiền đi mua, cho nên mới mang đại thôi. Chị đi bác sĩ nào? Bác sĩ Nguyễn Tế. Rảnh rỗi tôi cũng phải đi hỏi bệnh tình của chị. Tài liệu của người bệnh là tư ẩn đó mà. Tôi nghĩ chắc là ông không dám nói đâu. Nếu như tôi biểu chị đi coi bác sĩ chỉ định của công ty chúng ta, vậy có được không? Bác sĩ này thì không có được khá mà, chữa bệnh 2 tháng rồi vẫn chưa lành lại. Tôi chỉ tin bác sĩ Nguyễn thôi. Hay là vậy đi, chị dẫn đi bác sĩ Nguyễn rồi đi bác sĩ của công ty, không thành vấn đề chứ? Má, vậy là má nghi ngờ bác sĩ của Hà Trinh Trinh hả? Tôi nghĩ không cần thiết. Tôi là con gái mà, không thích nhiều bác sĩ ngắm nghía đâu. Thì phải. Nếu tôi kiên trì thì sao? Bà Mau, bà làm như vậy nghĩa là nghi ngờ tôi gạt công ty thôi. Không sai, tôi đang nghi ngờ chị. Nếu như mỗi ngày chị ở nhà dưỡng bệnh, làn da của cô còn đen hơn hôm xưa. Nè, cái tay bị lột da đó. Nếu như không phải ra chơi, không lẽ mỗi ngày đứng ở cửa sổ tắm nắng sao? Phải, tôi bị đen vì nhà tôi hướng Tây. Vậy thì sao? Nè, miễn là giấy bác sĩ đã có rồi, bà phải cho tôi nghỉ. Tôi không phê. Ê, vậy là bạn hiếp tôi thôi. Cho bà biết, tôi không có để yên đâu. Tôi sẽ kiện bà đó. Đừng gây nha má. Nếu không phải chị làm bậy, sao không chịu tới bác sĩ tôi chỉ định để kiểm tra? Bà bỏ mặt tôi có nhân quyền mà. Nè, bà chủ, bà nói một lời công đạo đi. Tôi vì kiên bả cho nên mới bị thương. Bây giờ xin nghỉ thật có mấy ngày cũng không được sao? Còn nữa, biểu tôi đi làm, lỡ như mà tôi bị cái gì bớt trắc, không thể mang con làm quỷ đi hạnh phúc chung thân của tôi. Bà có đợi cho tôi được không? Bây giờ lấy hạnh phúc chung thân để đè tôi hả? Chị mang giày cao gót đi dạo phố thì được, biểu làm thì không được. Tôi lặp lại một lần, nồi trong 3 ngày không tới bác sĩ tôi chỉ định để kiểm tra tôi sẽ khai trừ. Nè, bà làm gì đây? Trinh Trinh vì bà mới đến nông nổi này thôi. Vậy mà bà vẫn ăn nói như vậy, bà có lương tâm hay không hả? Phải rồi, bà không có con đã đành rồi. Muốn báo lại tôi không thể săn con hay sao? Quê, chị nói cái gì? Ê, đừng có nghi mà. Trinh Trinh ra ngoài trước đi. Chị nghĩ bệnh tôi sẽ phê. Không phê, tôi phải nghỉ phép mà. Chị không đi làm tôi sẽ khai trừ ngay. Khai trừ tôi? Được mà, tôi tới sẽ là công thư kiện mà. Thì phải, bà đừng tưởng giàu có là được nha. Luật pháp cũng nói lý lẽ đó mà, không phải chỉ bên cho người giàu đâu. Được, mời tự nhiên, tôi đã quen hù rồi. Còn có chị, đừng có hó hé nữa nha, tôi khai trừ ngay. Đi ra. Được, hẹn gặp bác sĩ lâu không, con này sẽ gặp quả báo. Được. Tôi vì bà mà bị trật xương sống lưng, nói không chừng sẽ bị tàn tật. Bà còn trách tôi là nghi ngờ tôi giả bệnh. Thế gian này thì có nhiều người chủ vô lương mà. Chị nói cái gì? Chị lặp lại một lần đi. Nếu như chị bị bệnh thì đừng có nói là 2 tháng 2 năm, tôi cũng cho chị nghỉ. Bây giờ là rõ ràng chị gạt tôi thôi. Sếp hai, rõ gạt tôi.
À, bà Bao, chưa tới phiên bà có thể ra ngoài không? Không được, tôi phải chính miệng đối chất cho cổ, nói cho rõ ràng. Xếp thầy, coi cái tướng lạnh đá của bà đi. Trước mặt các xếp mà bà vẫn ăn hiếp những viên chức nhỏ như chúng tôi. Đứa biết thường ngày chúng tôi bị sĩ giả cỡ nào, các xếp không có ngờ đâu. Và bây giờ còn ra giá tội nghiệp. Bà Bao, Hà Trinh Trinh quả thật có giấy bác sĩ chứng minh là cổ không có thích hợp công tác. Huống chi bác sĩ đó trước đó được bà chấp nhận mà. Ông không cho là sau đó nó cấu kết với tên bác sĩ. Cái bác sĩ đó tên là Nguyễn Tế mà. Nghe cái tên đó không phải người tốt rồi. Nếu như chị không phải làm bậy, sao không cho bác sĩ chỉ định của tôi để kiểm tra? Bà nói thì thức cười. Bác sĩ của bà dĩ nhiên là bên cho bà rồi. Có phải cấu kết với hắn hay không? Người chủ vô lương khai trừ những nhân viên bị bệnh. Mấy chuyện này tôi đã nghe nhiều rồi. Tôi không dạy dục bị mắc bẫy của bà đâu. Đồ bà mập. Ây da, chửi tôi. Hai người bình tĩnh đã. Bà Bao, theo luật lệ lao công đó, những gì mà cô Hà làm thì hoàn toàn phù hợp với trình tự. Vậy còn bà Bao đi, quả thật thì không thể nào khai trừ cổ. Wow, sếp nói kiểu này phải chờ tới 2097. Bà sống được lâu như vậy sao? Tù ẻo tôi. Bà Bao à, theo pháp lệ nghỉ bệnh nhiều nhất có thể nghỉ 2 năm. Nếu như 2 năm mà cô Hà vẫn chưa khang phục thì bà có thể đổi cổ, hoặc giả là có thể khai trừ cổ. Nhưng mà phải chiếu theo luật lệ là bà phải bồi thường cho cổ. Cái gì? Ăn lương không có tội 2 năm, tôi còn phải bù tiền cho nó hả? Phải đó, suy nghĩ chín chắn nè. À, hay là như vậy, tôi đề nghị hai vị hãy giải quyết riêng tư đi. Khi mà kiện ra tòa rồi thì đôi bên không có lợi ích gì đâu. Đây là xã hội gì đây? Sao luật lệ lao công chỉ bình vực cho công nhân, không có ai thương hại tới những người chủ bị lừa gạt như là tôi đây. Luật lệ gì? Bà Bao, hay có người chủ vô lương thì cũng có công nhân vô lương đó mà. Luật lệ gì cứ bình cho một bên, hèn chi không được ổn định phồn vinh. Bà Bao. Thưa bà, có cần dặn máy lạnh lớn lên không? Không cần đâu. Dặn lớn thêm cũng không dập tắt được ngọn lửa của tôi đâu. Bây giờ tôi thiệt bị bực bội quá cỡ. Đồ bà mập. Coi bộ bà Bao sớm một xe đối phó chị nữa đó. Tôi biết tính của bà thì ghi thù lắm. Con người thì to con, mà lòng dạ thì hẹp hòi. Chị, tôi đi chững chạc mà, sợ gì bà chứ? Tôi đón xe cho chị. Đi đâu? Thì đi về. Thôi đừng, khó khăn lắm mới được ra đây. Phải dạo thêm một hồi chứ. Biết đâu đi lại nhiều một chút, cái lưng sẽ được lành lại mau hơn. Vậy là tôi có thể đi làm sớm hơn để bịt miệng của bà mập. Vậy thì phải. Bây giờ tôi cũng tới giờ và dựng mấy dung rồi. Tôi chỉ là lén ra mà thôi. Ê, vậy chị về mau đi, đừng có để bị bà mập nắm cắn nhờ. Vậy được, bye bye. Bye. Bà chủ à, giá này hả? Bà chủ. Mỹ Kim, chị tới đúng lúc. Nè, chắc của chị. Tháng sau cái việc chuyển tiền tự động làm xong sẽ chuyển qua trong một ngân hàng của chị. À phải, mới đây đã cuối tháng rồi hả? Tiền lương của Trinh Trinh giao luôn cho chị nha. Dạ được. À, chuyện gây gỗ với Trinh Trinh với má chồng của tôi như thế nào? Trinh Trinh đã thắng đó. Chọc cho bà Bao bị bực bội nhảy tưng lên. Thiệt hả? Thiệt lộng trời con mắt. Bà nói cái gì? À, không cái gì. À, chị gặp được Trinh Trinh cho tôi chuyển lời hỏi thăm tới căn bệnh của chị. Cảm ơn bà. Bà chủ à, bà thiệt là tốt quá. Tuy tôi với bà chủ đều là chủ ở đây, nhưng tôi có tánh người không có ăn hiếp công nhân. Tôi đối với công nhân tử tế lắm. Chị yên tâm đi, Trinh Trinh vì công tác mà bị thương, lỡ có chuyện gì tôi cũng chiếu theo luật lệ của ty lao động bồi thường cho chị. Nếu như Trinh Trinh biết bà ủng hộ chị như vậy, chị nhất định là được mừng lắm. Ý, dạo này sao đi làm sớm vậy? Dạo này ở Phượng Lan Quế đã có thêm 2 con đầm tóc vàng tới bán. Wow, nếu không đi sớm chốt sẽ bị giật hết khách đó. Ê, Trinh Trinh đâu? Sao không thấy? Đã trốn trên sân thượng. Trên sân thượng? Chỉ bị trẹo xương lưng mà, sao còn lên sân thượng chứ? Nó mà bị thương hả? Tay chân của nó nhanh nhẹn lắm. Bữa trước ở trong bếp bị rớt cái chén thôi. Nó xoay mình 360 độ chụp lại liền. Đâu có phải, chị nói với tôi là chị xuống giường cũng không dám uống lưng đó mà. Chuyện của nó hả? Chị có chị mới tình thôi. Thấy đã nằm viện 2 tháng mấy rồi, nên lên đây để giảm gân cốt thôi. Chị còn muốn gạt tôi? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy hết rồi. Thì ra chị thiệt gạt bà Bao. Nè, chị đừng bao giờ nói vậy nha. Trước đó tôi thiệt là bị trẹo xương sống lưng.
Chỉ nhưng mà sau khi lành lại muốn được nghỉ lòng một chút, cho nên mới giả bệnh. Huống chi tiền lương của tôi thấp như vậy, chỉ là trừ hao mà thôi. Chuyện này là lỗi của chị mà. Chị đã làm bậy rồi còn đi làm dữ, đòi đi kiện bà Bao. Ê Mỹ Kim, thật ra tôi là bạn của chị hay bà Mập là bạn của chị đây? Sao cứ bệnh cho bà vậy? Tôi chỉ nói lý lẽ thôi mà. Quê, bà thường hay bóc lột mình mà. Bây giờ tôi lấy một chút lời thôi là có vấn đề gì? Huống chi nếu không phải tôi xin nghỉ bệnh, khách của tôi sẽ lại qua hết bên chị chứ. Đã có lợi cho chị rồi. Chị còn nói hả? Chị đã gạt người ta còn kéo luôn tôi xuống nước. Chị cũng công tôi cứ giúp chị chữa bà Bao. Bây giờ báo hại tôi đã làm đồng lõa cho chị rồi. Bây giờ đã lỡ rồi, chúng ta có thể làm sao đây? Đi nói rõ ràng với bà Bao. Chị không có bị bệnh chứ hả? Lừa gạt kiểu này sẽ bị thừa kiện đó. Chừng đó tôi bị tù, chứ có bị người ta giải đi thôi. Biết ra cũng không nên làm lỗi tiếp, đi làm ngay là hết chuyện rồi. Wow, dĩ nhiên là không được. Khó khăn lắm tôi mới thắng kiện mà, nhất định phải giả đò tiếp tục. Ê, chị yên chí đi, tôi không nói, chị không nói thì không ai biết đâu. Cho dù chị gạt được người ta, gạt được bà Bao, cũng không gạt được lương tâm của chúng ta mà. Lại càng không gạt được Chúa. Vậy là chị biểu Chúa tới trừng phạt tôi rồi. Nói tóm một câu, chị em với nhau, chị cũng không muốn tôi bị chết mà, có đúng không? Qua nè, đến đây xuống ngoài đi chứ. Dạ xin lỗi mấy anh chủ, tới trễ. Xin lỗi nha, xin lỗi, tới trễ. Alo. Anh Văn hả? Mỹ Kim đây. Chuyện gì? Bây giờ có quấy rèn hay không? Em có chuyện muốn bàn thảo với anh. Bây giờ anh đang ở nhà hàng ăn mừng với đám bạn thôi mà. Quay đại tìm được một khách lớn đó. Đánh con này đi anh, đánh con này đi. Nghiệp ăn thu 20% lận. Đang chờ cô đó mà. Cô xong chưa? Quyết định vậy đi nha. Lát gặp. Ok, bye bye. Đừng tới trễ nha. Wow. Hôm nay câu được con cá lớn trường quà này cũng nhờ công lao của các anh chị. Bây giờ cảm ơn cố gắng của các anh chị. Mời càng ly. Càng ly. Uống. Tôi thì cảm ơn anh chị đó. Hy vọng là anh chị tiếp tục để tôi có thể được ăn thêm mấy bữa ăn ngon. Vậy nè, uống. Tự nhiên uống đi chứ. Mời. Ăn ngon quá. Anh đi. Alo. Alo anh Văn hả? Mỹ Kim hả? Đang chờ cô đó, sao không tới? Em nghĩ là em không tới nữa. Tại sao vậy? Em thấy em không được khỏe, muốn về nhà nghỉ sớm. Sao giọng của cô lạ vậy? Có chuyện gì? Em nghĩ là bị cảm cúm nhẹ thôi. Anh chơi cho vui vẻ nha. Vậy được, bye bye. Quá. Làm phiền anh, mỗi phần gói cho tôi một gói nha. Dạ được. Cảm ơn. Hán Văn, có phải anh định đem về cho con sen ăn cái con sen mà lần trước đã tới phải không? Quê nè, là bạn gái hay là con sen đây? Sao mà tốt bụng quá vậy? Đồ ăn có chưa phần cổ. Con sen cũng trở thành bạn gái mà. Thế gian này cái gì cũng được, thích thì được rồi á. Tôi đã nói với anh chị nhiều lần rồi, cô không phải là bạn gái hay là con sen. Người ta là một con gái tốt đó. Giới thiệu tôi đi. Mời. Sao khuya vậy mà không ngủ? Giờ tới rồi hả? Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh. Đừng có nói gì hết. Đã đem về cho cô đây. Tôi đi hâm nóng lại. Chỉ cần cô nói rõ ràng với Trinh Trinh. Ở trong cái chuyện mà cô đã lừa gạt đi nghi bệnh đó, cô không có cần giấu giếm cho cô nữa. Nếu như cái chuyện này bị đổ bể thì cô chỉ cần nói hết ra đầu đuôi. Như vậy là được rồi. Như vậy Trinh Trinh có giận hay không? Cô còn dám giận cô? Cô làm như vậy đã tròn nhân nghĩa rồi đó. Gật đầu hả? Như vậy là được rồi. Uống một ly cho tôi. Hôm nay tôi kiếm được một người khách lớn, đã ký hợp đồng rồi đó. Vậy hả? Chúc mừng nha. Cảm ơn. Nè, anh đừng có uống nhiều quá. Giờ đã uống quá nhiều rồi, coi chừng bị say đó. Về tới nhà rồi, nếu say thì đi nằm ngủ. Cô không có được vui, uống một ít rượu sẽ được ngủ ngon hơn đó mà. Ừ. Nè. Wow, tiếng cụng ly thiệt là thanh.
rồi, có sao hay không? Nè, anh có sao hay không hả? Hả? Không sao đâu. Anh không sao chứ? Không sao. Đi uống tiếp. Bị say rồi còn uống tiếp. Ê, coi chừng nha. Để em đỡ anh vô phòng nha. À, xin lỗi, tôi đã ngủ quên. Cô thiệt là tốt với bạn bè, nên tôi thường nói cô là một người con gái tốt. Anh đã uống say rồi. Không, tôi không uống say. Cô tốt như vậy, mai này nhất định cô sẽ gặp được điều tốt. Tôi chỉ mong được vậy thôi. À phải, tôi thay khăn đóng khác cho anh nha. Can't you see my head is reeling? There's so many things I'm feeling. Don't know what I'm thinking of. I'm so in love. Pardon me if I see distant. Oh, my mood is inconsistent. Just blame it on the stars above. I'm lucky in love. Alo, má hả? Mỹ Kim đây. Mỹ Kim hả? Tiền tháng này má nhận được rồi. Bên này đã đủ xài. Lần sau con có gửi bớt một chút. Con cũng phải chịu một ít để phòng thân. Con biết. Rảnh thì cùng phong dân về chơi. Nó coi bói cho người ta mà. Nghỉ vài bữa cũng đâu có sao. Thật ra con với anh phong dân không có đám cưới. Hả? Xảy ra chuyện gì? Bây giờ thế nào? Cái ngày mà đăng ký, anh bị bệnh bất tử rồi qua đời. Con không muốn má lo lắng nên không nói rõ ràng với má thôi. Con với anh Văn cũng có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình. Vậy thì là Thượng Đế phù hộ cho con, càng phải tốt cho nó một chút. Đáng lẽ con tự nghĩ là mình suy nghĩ vấn vông thôi. À dạ, thì ra ảnh cũng có cảm giác với con đó. Má yên tâm đi, ảnh là một người tốt mà. Ảnh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Ảnh còn nói là thiện lai thiện báo. Số của con đã có một nơi nương tựa tốt rồi. Khói than, ngô tích hơi hương. Phong thu, thái tố chỗ trường. Mùi nhật mùi nhì kỳ cầu. Sinh như nằm lúc hào. Say y, kỳ xích ngô lương. Ngầu y, phong cho phong hương. Say si yếu ngô cùng, biến hoa. Huy linh ní lầu lì biến xa. Mong liu ba, mong ki song ning sao song song gong wo heng ha cha. Yan lei bi liu sui, song ya mei ting lao. Ying wai zhe he mong ben zao.